Thưa quý vị và các bạn, nhờ chủ động các biện pháp phòng chống dịch nên dù trong nước trải qua 4 lần bùng phát dịch bệnh COVID-19, song đến nay thành phố Hưng Yên vẫn giữ được vùng xanh an toàn và là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19. Thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19, bến đò Vũ Điện, xã Hoàng Hanh chính là địa điểm để các công dân của tỉnh Hà Nam mang thủy sản thu hoạch được lên bán cho người dân và tư thương của thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại Hà Nam, xã Hoàng Hanh đã tăng cường kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng vào sự chỉ đạo phòng chống COVID của thành phố, của xã, của thôn. Và hàng ngày là chúng tôi giám sát những người nào lạ, báo cho lực lượng chức năng. Phường Lam Sơn có trên 850 người ở các tỉnh phía Nam, Hà Nội và các vùng có dịch. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn, ngoài chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn, phường đã chủ động cử người đến tuyên truyền vận động các gia đình có người thân đang ở vùng dịch, ở đâu ở đó, không nên trở về địa phương vào thời điểm hiện tại. Tôi sang công tác và làm việc tại Hà Lam, nghe thông tin tình hình dịch rất phức tạp và nguy hiểm, nên tôi đã ở lại công ty bên Hà Lam để làm việc và công tác. Bao giờ thì sẽ yên ổn và hết dịch thì tôi sẽ về Hưng Yên tránh tình trạng lây lan dịch. Tôi có cháu thì lấy chồng bên Hà Lam, thì cháu đi sang bên này chơi thì bên đấy thì không may là có dịch COVID-19, thì thôi thì tôi cũng khuyên cháu là ở đây và chồng cháu thì cũng không sang và coi là cũng giữ khoảng cách cho cả hai bên. Với phương châm tăng cường vòng ngoài, siết chặt vòng trong, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã phường đã chủ động phối hợp với lực lượng công an cơ sở lập các chốt bảo vệ vùng xanh, kiểm soát chặt chẽ phương tiện và người đi lại trên địa bàn, duy trì củng cố hoạt động của trên 170 tổ đội phòng dịch, 34 đội phản ứng nhanh, cử lực lượng tham gia hai chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cầu Yên Lệnh và cầu Hưng Hà. Thông qua các nhóm Zalo kịp thời trao đổi thông tin tình hình dịch bệnh cũng như các văn bản chỉ đạo mới ban hành của các cấp, thành phố Hưng Yên đã có trên 41.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Xác định việc trọng tâm nhất đó là tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về công tác phòng chống dịch, cập nhật được tất cả các thông tin mà nhanh nhất cái sự di biến động của người dân để ban chỉ đạo thành phố sẽ có những cái biện pháp triển khai kịp thời. Với phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một lá chắn, mỗi khu dân cư là một pháo đài chống dịch, các địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.